Trong những ngày dài dãi dầu sóng gió biển khơi, những nữ quân nhân thường được các thành viên đoàn công tác quan tâm hơn. Họ có nhiệm vụ đặc thù như thực hiện hoạt động báo chí tuyên truyền, lễ tân đối ngoại hay biểu diễn nghệ thuật. Nhưng với sự tinh tế, dịu dàng, thiên bẩm, họ cũng giúp cho không khí trên tàu Hải quân Việt Nam vui tươi, đầm ấm hơn để mỗi chuyến đi xa luôn có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Công việc ấy thì tôi báo cáo với đồng chí là theo cái kinh nghiệm của tôi ấy, để mà duy trì một cái đội nhóm chúng ta là đại diện cho những cái gương mặt tiêu biểu. Sau gần 10 chuyến thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thu Hà, nhân viên công ty Hải Thành, nhà khách Hải Quân, xứng đáng với danh hiệu thủy thủ Viễn Dương. Với hàng vạn hải lý trên biển, thủy thủ có cơ hội đi hải trình ra vùng biển quốc tế đã hiếm. Chị lại là một nữ quân nhân. Không chỉ chuẩn bị cho những bữa tiệc ngon miệng, đặc trưng của Việt Nam để chiêu đãi khách quốc tế, chị còn đặt ra cho mình những thử thách cao hơn khi tỉ mỉ nghiên cứu cách trang trí bảy biện để mỗi bữa tiệc là một phong cách riêng, dấu ấn riêng. Chúng tôi luôn luôn cố gắng, nỗ lực để trang trí cũng như kết hợp với các anh em sáng tạo nội dung trình bày, cùng có cả văn công của đoàn Hải quân văn công thực hiện trên nhóm tàu, là một trong những cái ekip thực hiện đầy đủ để tạo nên một cái bữa liên hoan đậm nét Việt Nam và được giới thiệu với các bạn trên toàn thế giới. Đồng hành với mọi hoạt động của bộ đội là các nhà báo chiến sĩ thức khuya dậy sớm để tác nghiệp. Có thể nói đây là một cái thao trường, một cái giảng đường rộng lớn để cán bộ chiến sĩ hải quân có thể rút kinh nghiệm. Xác định xa nhà dài ngày, phải làm việc thật chăm chỉ, các phóng viên quân đội đã tuyên truyền đa dạng về các hoạt động trong khuôn khổ và bên lề hoạt động đối ngoại. Dù biển lặng hay sóng gió, kiên trì và bền bỉ, họ luôn có mặt đồng hành, ghi nhận, chất chiêu từng khuôn hình đẹp, từng câu chuyện hay của người chiến sĩ trên môi trường quốc tế để chuyển đến khán giả và cả những điều chỉ có thể tác nghiệp trên những chuyến biển xa. Có lẽ đối với mỗi cán bộ chiến sĩ trên tàu 18 cũng như toàn bộ những thành viên của đoàn công tác, dẫu đã trải qua những hải trình đi qua những vùng biển xa xôi, thế nhưng có cơ hội được đi qua đường xích đạo là một may mắn đặc biệt và chúng tôi đang trân trọng từng khoảnh khắc lúc này. Còn đối với các nữ văn công, họ đã nỗ lực hết mình vượt qua mệt mỏi do say sóng để cống hiến lời ca, điệu nhạc cho bộ đội và bạn bè quốc tế, và tranh thủ những buổi bình minh, hoàng hôn để ghi hình, lan tỏa tới khán giả cả nước về nhiệm vụ thiêng liêng của người chiến sĩ hải quân. Hình tượng một người phụ nữ hải quân chơi kèn saxophone tôi cũng thấy rất là đặc biệt. Nên là tôi mong muốn là mang hình ảnh một người nữ quân nhân, một nữ nhạc công mang màu áo lính chơi trên mảnh đất của Tổ quốc thân yêu. Sự khen thưởng kịp thời, đột xuất hay khi kết thúc chuyến công tác giúp hành trang ngày về của các nữ quân nhân thêm dày dặn. Họ đã sống hết mình với con đường lựa chọn với màu xanh áo lính.